Xin chào các bạn. Chúng ta lại đến với video tiếp theo trên kênh đầu tư 6.0 của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái app rất là hay ở trên điện thoại mà có thể giúp các bạn thu nhập kiếm thêm cái nguồn thu nhập từ 3 đến 30 triệu trên tháng. Đấy là cái ứng dụng sàn đổ tốt. Thì đây là cái cách kiếm tiền với cái ứng dụng bán hàng online mà không cần vốn, không cần ôm hàng mà cũng không phải ship hàng. Chúng ta chỉ cần là 30 phút mỗi ngày từ điện thoại của mình mà thôi. Thì đây là cái app ChannelTot, là một cái ứng dụng kết nối cộng đồng mua bán, và như tất cả các cái đơn vị khác thì họ cũng có những cái chiến lược marketing độc đáo để cạnh tranh với những cái thị trường đầy khốc liệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ tải app và giới thiệu app để có thể kiếm tiền từ cái ứng dụng này. Và chúng ta sẽ làm qua 6 cái bước như sau. Đây, bước thứ nhất là chúng ta sẽ tìm cái app ChannelTot để tải về điện thoại. Và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ cài đặt cái app ChannelTot vào điện thoại của mình. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ mở cái app ChannelTot và đăng ký tài khoản, điền đầy đủ các cái thông tin. Và lưu ý là chúng ta phải điền cái mã giới thiệu này là 375620 thì chúng ta mới có được những cái ưu đãi. Còn nếu chúng ta mà không điền cái mã này vào thì cũng coi như là chúng ta sử dụng không có hiệu quả. Đấy. Và bước thứ tư là chúng ta sẽ đăng bán các cái sản phẩm của sàn đổ tốt. Bước năm là khi có người mua hàng, bạn điền số điện thoại và địa chỉ của người mua hàng. Khi người mua hàng thanh toán, bạn sẽ nhận được từ 20 cho đến 30% cái giá trị của cái đơn hàng đó. Ưu điểm là chúng ta không cần vốn, không ôm hàng, không phải ship hàng và không sợ khách hàng bom hàng. Tức là khách hàng bom hàng bạn sẽ không chịu thiệt gì cả và không sợ hết hàng. Và hiện nay thì chỉ có mỹ phẩm được bán trên cái ứng dụng này. Bước thứ 6 là đăng nhập lấy mã giới thiệu cho bạn bè để kiếm thêm tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tuần tự các cái bước như thế này để cho các bạn hiểu rõ hơn. Bây giờ ta sẽ lên cái ứng dụng CH Play để chúng ta tải cái phần mềm này về. Ê, ta lên đây, bấm vào đây để chúng ta tải về nhé. Rồi chúng ta đánh vào đây để chúng ta tìm. Đây, nó sẽ hiện lên cái dòng đầu tiên. Sàn đổ tốt đột phá kinh doanh online công nghệ 4.0. Chúng ta bấm vào đây. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt. Những bạn nào mà chưa làm thì chúng ta lấy điện thoại ra để làm tuần tự theo các bước mà mình hướng dẫn ở đây nhé. Bấm vào đây để chúng ta cài đặt này. Để chúng ta chờ một tí, nó đang cài đặt ở cái phần này. Thì đây là chúng ta đang ở cái bước thứ hai là cài đặt cái app ChannelTot vào điện thoại của mình. Đây. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ đến cái bước thứ ba là mở cái app ChannelTot và đăng ký một cái tài khoản. Bây giờ ta xem là đang là tải và cài đặt thì chúng ta chờ một tí. Thế là ta đã cài xong cái ứng dụng ChannelTot này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái ứng dụng này lên. Ta bấm vào đây để ta mở lên. Đây là cái ứng dụng của sàn đầu tốt. Đến cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở ứng dụng như này. Và bây giờ ta sẽ đăng ký một cái tài khoản từ cái ứng dụng này và sẽ điền đầy đủ các cái thông tin, và lưu ý là sẽ có một cái mã giới thiệu là 375620, ta sẽ điền vào cái ứng dụng này. Bây giờ ta sẽ vào đây để đăng ký một cái tài khoản. Đây, cái mã giảm giá là ta sẽ điền cái mã mà mình vừa hướng dẫn ở đây là 375620. Chúng ta copy cái mã này vào.
Đây, ví dụ như họ tên của bạn. Họ tên của bạn là cái gì? Cho tôi ghi đây là Trịnh Thị Huệ này. Số điện thoại này. Mật khẩu này. Đây, chúng ta 23 cộng 0 bằng bao nhiêu? Chúng ta nhập cái kết quả vào đây để xác minh. Bằng 23. Khi ấn đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản chính sách của sàn đầu tốt.com. Thì chúng ta bấm vào đây để đăng ký. Đấy. Kích hoạt tài khoản mà kích hoạt đã được gửi đến điện thoại. Vui lòng chờ trong giây lát. Bây giờ chúng ta sẽ lấy xem cái điện thoại của mình xem là cái mã kích hoạt là như thế nào để chúng ta điền vào đây để chúng ta kích hoạt cái tài khoản. Trong cái thời gian rất ngắn thì sàn đầu tốt đã gửi cho tôi một cái mã để kích hoạt đến cái số điện thoại này. Là đây. Rồi, bây giờ ta bấm vào để chúng ta kích hoạt cái tài khoản này. Sau khi mà ta đã kích hoạt xong rồi thì chúng ta lại sẽ có một cái mã giảm giá của mình. Đấy là 185052. Ở đây là chia sẻ ứng dụng ngay để xây dựng một cộng đồng bán hàng cho riêng bạn, mang đến thu nhập tự động tối thiểu từ 30 triệu đồng một tháng. Chúng ta có thể bấm vào đây để tìm hiểu. Ở đây chúng ta kéo xuống để tìm hiểu một số các cái sản phẩm của sàn đầu tốt ở đây. Tiếp theo là ta đã hoàn thành cái bước thứ ba là mở app sàn đầu tốt và đăng ký một cái tài khoản, là điền đầy đủ cái thông tin này rồi. Và sang cái bước thứ tư là chúng ta sẽ đăng bán các cái sản phẩm của sàn đầu tốt. Thì chúng ta đăng bán như thế nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể đăng bán được những cái sản phẩm này và kiếm thêm cái nguồn thu nhập, cái lợi nhuận. Ở đây chúng ta sẽ vào lại cái ứng dụng này nha. Chúng ta có thể bấm vào cái ba vạch đằng bên này. Ở đây là tất cả các sản phẩm này. Để bắt đầu kinh doanh, lợi ích của đại lý, khách hàng tiềm năng, chúng ta có thể bấm vào tất cả các sản phẩm đây để chúng ta xem các cái sản phẩm. Đây có rất nhiều các cái sản phẩm. Ví dụ như là sản phẩm này đây. Ta bấm vào đây ta xem. Đây, cái sản phẩm này có giá là 820.000 đồng. Phí vận chuyển miễn phí đối với giá trị đơn hàng từ 500.000 đồng. Tức là đơn hàng mà nhỏ hơn 500.000 thì phí vận chuyển tùy theo cái quy định của đơn vị vận chuyển khoảng 30.000 đến 50.000. Còn cái nhiệm vụ của chúng ta là một đấy là chúng ta sẽ là copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ. Là chúng ta bấm vào đây chúng ta copy, hoặc là chúng ta có thể là chia sẻ link để nhận tiền bằng cách là chia sẻ ở đây chúng ta bấm vào đây. Hoặc là chúng ta copy link. Nếu mà trên điện thoại của chúng ta khi mà chúng ta đã cài đặt sẵn các cái mà Facebook hay là Zalo thì nó sẽ hiển nhiên là sẽ là kết nối với các tài khoản Facebook, Zalo để chúng ta chia sẻ, hoặc là chúng ta có thể là copy cái link ở đây để chúng ta đi chia sẻ trên các cái tài khoản Facebook, Zalo hoặc là những cái khác. Bấm vào đây là chúng ta đã copy rồi. Đấy, như thế là đây link của bạn đây. Giới thiệu, khi mà chúng ta bán được cái đơn hàng này cho người khác thì chúng ta sẽ được nhận 164.000 đồng. Đấy, rất là hoa hồng cũng rất là cao. Đây là cái link để chúng ta chia sẻ nha. Đây, copy rồi. Đấy, chúng ta có thể đóng lại. Đấy, hoặc là các cái sản phẩm khác thì chúng ta cũng làm tương tự như thế. Đấy, khi mà có người mua hàng thì bạn điền đầy đủ các cái thông tin như là số điện thoại và địa chỉ của người mua hàng.
Khi người mua hàng thanh toán thì bạn sẽ nhận được từ 20 cho đến 30% cái giá trị của cái đơn hàng. Rồi, như thế là ok rồi. Và cuối cùng là chúng ta đến cái bước thứ 6 là chúng ta đăng nhập và lấy cái mã giới thiệu để giới thiệu cho bạn bè để chúng ta kiếm thêm tiền từ cái ứng dụng này. Người ta quay lại này. Đây là cái mã giới thiệu của ta. Ta lấy cái này để ta giới thiệu cho người khác. Khi người khác tải cái ứng dụng này về và nhập mã giới thiệu của bạn ở đây thì bạn sẽ nhận được cái hoa hồng từ cái việc mà người khác bán các cái sản phẩm này. Thì đây là một cái ứng dụng rất hay mà nhiều người đang kiếm được từ 3 triệu đến 30 triệu đồng trên tháng. Hiện tại thì tôi cũng vừa đăng ký cho nên là cũng chưa có cái thành viên nào đằng dưới của tôi cả. Nên là ta sẽ thấy được là một cái danh sách như thế này. Khi mà xong rồi thì ta sẽ bấm vào đây để chúng ta cập nhật các cái thông tin về chứng minh thư nhân dân, về thông tin tài khoản. Chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta cập nhật nha. Rồi, tài khoản này là cộng tác viên này. Bên đây là cái ví. Hiện tại thì cái ví hoa hồng của ta là chưa có đồng tiền nào cả. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ là chúng ta sẽ vào đây chúng ta bán các cái sản phẩm ở đây để chúng ta kiếm thêm hoa hồng. Chúng ta ví dụ như chúng ta muốn bán các cái sản phẩm này, chúng ta sẽ click vào cái sản phẩm đó. Ví dụ như sản phẩm này, tôi lại nói lại một lần nữa. Khi mà click vào cái sản phẩm này rồi thì ta thấy ở đây cái sản phẩm này có giá là 490.000. Chúng ta sẽ copy cái link này đi, chúng ta chia sẻ. Ví dụ như ta bấm vào cái chữ copy ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái lợi nhuận khi mà chúng ta chia sẻ cái đơn hàng này, cái copy cái link này lên Facebook, Zalo hay là ở trên các cái trang mạng ở nào đấy, bất kỳ chỗ nào chúng ta có thể chia sẻ được, hay là chúng ta giới thiệu ra đấy. Khi mà có một người mua hàng thì chúng ta sẽ được hưởng 20%, là tương đương với 98.000 vào cái ví của chúng ta. Và sau này chúng ta có thể là rút về cái tài khoản ngân hàng của mình. Rất là đơn giản như thế thôi. Trên này có rất nhiều các cái sản phẩm về mỹ phẩm làm đẹp. Và nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại cái lời bình luận ở dưới video nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Thì trong cái video này thì mình sẽ đã giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng để chúng ta có thể kiếm tiền online ngay từ cái điện thoại của chúng ta. Và chúc các bạn kinh doanh và kiếm được nhiều tiền từ cái ứng dụng này. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.